Xin chào tất cả mọi người, mình là Cảnh Minh và đây là một cái clip đầu tiên mà Cảnh Minh làm riêng về channel của mình. Thì ngày hôm nay Cảnh Minh sẽ làm một món rất là đặc biệt để gửi đến cho tất cả mọi người. Mong là mọi người sẽ thích cái channel mới này của Cảnh Minh nhé. Thì ngoài cái việc mà ca hát ra sản phẩm R&B thì Cảnh Minh sẽ làm một cái channel riêng về những cái món ăn mà Cảnh Minh tự làm để gửi đến cho mọi người, hoặc là review những cái thức ăn hoặc là những cái trò vui gì đó để gửi đến cho mọi người, và mong là mọi người sẽ thích nhé. Bây giờ thì mình bắt đầu tiến tới để xem là món ngày hôm nay Cảnh Minh sẽ làm là gì nhé. Đó, hello mọi người, thì bây giờ trong thời gian chờ đợi thì em đổi máy, tại vì có hai ba cái máy nữa. Cái máy này thì nhìn ra nó đẹp hơn người sao, đẹp hơn hẳn luôn, nhìn trắng đẹp đó. Nói chung là nhà em đàn ông không, nên là hôm nay thì nó cũng bình thường đó. Cái lần đầu tiên của em nó làm thì mong mọi người sẽ thích nha. Thì Cảnh Minh vừa cho các thành một cái MV là vì ai em khóc when you cry đó, và rất là mong là mọi người sẽ đăng ký kênh của mình nha. Sắp tới đây giờ mình sẽ làm những món mới lạ hoặc là những món Cảnh Minh tự làm đó, review cho mọi người cùng xem. Ai ngủ cái này dọn dẹp gì đây, bây giờ đi ra coi thời tiết bây trời mưa to quá chị ơi, mưa to quá trời to. Xé ra mọi người ra đó. Mưa rơi cho lòng anh mau bị mưa thôi, mưa rơi cho lòng anh mau bị tê tay, nỗi xót xa khi em đi rồi, nỗi đắng cay khi mưa bên đời. Đó, bây giờ mình bắt đầu vào lấy đi, mình nghĩ là cơm nó cũng gần xong rồi đó. Giờ mình bắt đầu mình chuyển mấy cái cầu là mình lột những con tôm này ra. Đó, đây là cái ra mà không có xe nữa nè. Còn đây là cái ống lạnh của em. Đó, ở trên đây là mấy cái chai rượu thuốc rồi đó. Em thì không có biết uống rượu, em chỉ biết bia thôi. Đây. Đó. Bạn Út có thể nào cầm cho một xí không bạn Út à? Mỏi tay quá. Đó. Rồi, kêu nó cầm xong đó. Nó thấy còn có cái miệng không mọi người? Khi mà đứa Út cầm xong vậy thì còn có cái miệng rồi, không thấy mắt, không thấy mũi vậy. Ô, bạn Út đã kéo ra rồi, lên nữa thì. Thì cuối cùng cũng đã thấy mặt em rồi mọi người ạ. Yeah. Thôi bây giờ thì em sẽ chuẩn bị sơ cho cái phần tiếp theo nấu là chảo nè. Đó, cũng chi tiết thì gửi đến mọi người nhé. Để cho mọi người nấu cho nhìn cho nó hấp dẫn. Khi người đàn ông vào bếp, đó, mấy anh trai nào mà muốn ghi điểm với người yêu hoặc là bạn gái của mình á, nhà mọi người cố gắng làm dễ lắm tiền nó cũng không có. Thì thật chất thì mình cũng không biết làm mấy này đâu. Nói chung là đi đi làm từ thiện rồi coi nhá, chị làm biết rồi mình tính nó mình phụ bếp mình học hỏi thì một thời gian cũng mấy năm trời chứ rồi mình cũng học lớn mấy món này đâu. Thì review để cho mọi người cùng xem, ngủ nó càng ngu quá mọi người ạ. Trời ơi, không thấy ốc thấy mặt nha, chỉ thấy cái miệng thôi. Đó. Đây rồi. Đây, thưa mọi người, đây là cái bếp mini của em. Cái món ăn đây. Mọi người muốn ăn không? Ăn không là chết đó. Đùa với mọi người thôi, đây là cái gia vị. Đó, đây là bột nêm nè. Đó. Còn đây. Tiêu. Đây là muối nè. Vì dùng gà mặn lắm. Còn cái bên muối này là đường. Đó, đây là bột ngọt. Đây là ớt. Mình thấy của thằng nha. Cái bên là ớt trái. Bơ. Đây là xả. Đây là hành phi. Đó, cái bên hành phi thì mấy đây là mấy cái đồ dùng gia dụng, tương ớt rồi giấm rồi nước mắm. Còn đặc biệt đây là nước sốt này. Đây. Nước sốt này mình đã làm sẵn, chọn bánh này mọi người. Mình làm sẵn một tô rồi đây. Một tô. To tướng luôn. Thì khi mà làm cái nước sốt này thì nó không khó đâu mọi người. Điều đầu tiên mọi người cần làm rất là đơn giản. Đó là một bình me. Đó, mình mua me á, bình me tầm khoảng 5.000 me. Mình về mình pha với nước sôi. Pha với nước sôi xong rồi mình đánh ra, bỏ lên một bát nồi lên, bỏ lên nấu. Và khi mà mình nấu thì mình trong đây nó sẽ có ớt nè, mọi người thấy không? Có ớt nè. Đó. Rồi mình nêm nếm, đó ớt sắc. Rồi mình nêm nếm gia vị rồi vô một ít bột ngọt nè, một ít muối nè. Đó. Rồi một ít bột nêm. Rồi mình nếm thử cái mùi vị nó ra sao. Thì tốt nhất thì mọi người theo mình nghĩ thì mọi người cho nó hơi chua chua một xíu rồi mới làm cho nó ngọt. Tại vì xíu nữa đây mình hấp cái nồi tôm á. Mình nồi tôm ra nước, trong nồi tôm nó ra nó sẽ làm cho ngọt cái nước được. Đó. Thì đặc biệt cái món này mọi người có thể chấm bánh mì nè, có thể chấm bánh tráng nè, nói chung là rất là nhiều thứ để mọi người có thể làm. Đó, đây. Cái bánh mini xinh. Rất là xinh xắn. Đây. Còn ở đây là ớt hầm nè. Ớt hầm có tỏi nè. Đó có mình còn miếng tỏi ở trong đó nữa. Tại vì mình làm nước trong nồi nó không lâu thời gian, không kéo thời gian thì nó cũng hơi lâu. Đó. Đây, quay tôm đi mọi người coi. Đó, vậy đây là còn được rồi nha mọi người nè. Đó, vậy đây là tôm nó chín luôn rồi đó. Có thể là lột được rồi. Còn cái chảo này để sẵn, nhà mình thì xài bóp điện. Đó. Có cái bóp gà mình thì xài lắm, để nó không à. Đó, còn đây là cái tủ lạnh. Yeah, cái tủ lạnh thì có thùng nước. Đó. Rồi mọi người thấy nó gì đây, mọi người đem ra đổ ra nước lột là được rồi. Rồi đây bắt đầu nè, Út bây giờ vô lấy cái nồi đi. Đây. Đây giờ mình bắt đầu đem cái nồi ra bước tiếp theo. Đó. Yes. Vâng, mọi người thấy gương mặt đầy gái và nghe các mọi người của Thiên Ngũ chưa? Làm gì vậy? Nóng quá nóng à. Này mà uống vô không biết sao rồi mọi người ha. Đó, giờ mình đổ ra nè. Rồi, đổ nước vô, ít nước rồi đừng nhiều quá. Rồi bây giờ cái xe mà mình cần lấy một cái dĩa này để mình lấy tôm ra. Đây. Rồi đây, bạn Út quay cầm đi để bạn Minh vô hướng dẫn làm tôm nè. Đó, quay. Đây, thì rất là đơn giản thôi mọi người. Nó tôm ra thôi chứ không chả cái gì cả. Cái kéo hơi mất tiêu rồi. Thôi giờ lấy tặng cái dao đi. Tại vì mình phải còn cắt những cái này ra nữa. Còn cắt những cái này của con tôm nè. Đó, cắt cái đầu của con tôm, cắt mấy cái cọng này, cắt cái đuôi nè. Rồi, bắt đầu lột ra thôi. Đơn giản mà mọi người nha, đâu có khăn gì đâu. Thấy không? Nói chung là đàn ông mà lâu lâu vô bếp, 10 năm vô bếp một lần thì mọi người cũng biết rồi. Nó cũng nhiều điều khó khăn, đây, nhét con tôm vô đây. Đó, mọi người thấy không nhỏ không? Còn cái kéo làm thôi, cái kéo thôi. Nhớ là mọi người cắt mấy này ra nha trời. Nè, cắt mấy này nè. Không có cái kéo làm, không có cái kéo để cắt một lần được. Mọi người thấy không, cắt cái đuôi ra. Rồi lột ra thôi. Tại vì khi mà mình bỏ vô mà mình xào lên á, có cái này ăn nó sẽ không ngon lắm. Lột ra thôi. Quá đơn giản mọi người ạ.
đâu có khăn gì đâu. Mình nghĩ nó quá là đơn giản. Nó không chịu quay mặt mà luôn à. Nó quay con tôm không à. Quay dáng người không gì đâu. Mọi người thông cảm thì thấy có anh em thôi. Cũng mới học dựng rồi thì kia đã làm cho mọi người làm cái channel mới thì cho mọi người coi cho chán. Tại vì mình nghĩ là làm cái sản phẩm nhạc thì mọi người xem tiếp, làm ra mọi người xem khác. Đó. Nhét cái đầu tôm như vậy. Giờ mọi người coi. Cái đầu thì có cùng một con tôm nhỏ xíu rồi tôm xíu dây gì đó. Đó, các bạn nam á mà muốn mẫu đoạn cho người yêu mình thì dễ lắm. Cái ấn tượng luôn, rất là dễ. Đó, khó khăn gì đâu, lột ra thôi. Bởi vì không có kéo mọi người sao đâu. Không có kéo rồi phải làm từng cái. Đó, những anh chàng nào mà muốn mẫu đoạn cho người yêu mình thì cũng dễ lắm. Tại vì mình thấy làm cái này nó cũng khó khăn gì lắm. Tới trên mạng thì cũng có chỉ, còn cái channel này thì mình tự nghĩ trong làm thôi, cứ muốn đi nổi lên thì làm đó. Nói chung một tiếng này khoảng 2-3 ngày ăn là cũng hết. Tại vì một tiếng khi mà làm ra nhiều. Tại vì khi mà mình làm cái nước sốt sốt me đó, mình có thể ăn cái bánh mì nè, mà mình ăn bánh mì mình có thể nuốt bánh tráng ra nữa. Nên là đông ra 2-3 người ăn là yêu sức. Còn bánh tráng là nấu cho người yêu á, thì mọi người biết rồi. Lấy gì? Liên. Một miếng cộng liền. Còn tờ thì to quá. Quên ăn tờ thì to luôn. Mày nói mày. Con này gì đá à. Không có kéo mọi người. Mình đi. Thôi, mình đi đặt cái rau của tôm này ra. Còn tờ tôm mình lấy rồi. Nói chung đây là cái đầu tiên của em á, là cái gì sản xuất thì mọi người bỏ qua cho nha. Tại vì cái đầu tiên là cái gì nó cũng phải từ từ rồi nó mới vô nguồn, nó mở nở này kia. Hả? Mọi người đừng sợ nó bị rớt ra nha, rớt ra cũng không sao chứ. Nó đơn giản không, nhét vô. Đó. Sao những cái đầu tiên thì bự là còn mình chút xíu. Mọi người coi này thấy không vậy nè. Hấp dẫn chưa? Mọi người thấy hấp dẫn chưa? Chứ tôi mọi người thấy hấp dẫn lắm nè. Cái nước sốt me nha mọi người, tại vì tùy cái khẩu vị thì theo cái bồn nữa. Nhẫn chưa?
quá hấp dẫn chứ. Khi người ăn ngọt đấy. Rồi. Tại vì mình chỉ có hai ngày nữa là nó rất là nhanh chín rồi. Mày có hai ngày này. Còn hành á, bây giờ nè mình bắt đầu đổ hành vô nè, nó hấp dẫn không? Ai thích ăn nhiều hành thì ăn, mà ai thích ăn ít hành thì ăn nha. Tại vì mỗi người mỗi sở thích thôi. Rất là ngon. Cái này mình nấu được từ cái bắt đầu. Tại vì á,
cái nước sốt men này được làm sẵn nó rất là chua. Tại vì cái nước của tôm ra nó ngọt lại, nó không làm cho mình cảm thấy chua quá, ăn rất là vừa miệng và rất là ngon thêm cảm đến mình. Nó vừa ngọt ngọt, vị chua chua, the the không mùi thơm, mùi thơm của hành phi, rất là lành. Ôi rất là ngon luôn mọi người. Mẹ ăn lên này chắc mình nghĩ là đúng bạn. Bây giờ mình sẽ ăn nửa một con tôm nha. Giờ cho mình giờ ăn nửa một con tôm như thế nào nhé. Rất là ngon. Thịt tôm rất là dai. Cộng thêm mùi nước sốt nó tắm vào á. Không có bánh này cũng dám nữa, rất là ngon. Rất là ngon mọi người. Cái này là cái bàn chay mà làm cho người yêu của mình ăn không còn gì để chêm. Có hết tim ở trong đây nữa mọi người. Tôm thì mọi người có thể chấm sốt mayonnaise em. Và ăn không tôi nghĩ cũng đã ngon rồi. Ăn không tôi nghĩ nó đã ngon rồi. Mà mình chấm sốt thì càng ngon hơn nữa. Tôi nghĩ này mà ăn với bánh mì là nó tầm khoảng 9 điểm á, phải dẫn á. Mà nước sốt này rất là ngon. Ngon quá. Rất là ngon luôn mọi người. Mang thử cái đầu tôm nha. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ review bằng bánh chén đi. Ăn được bánh chén với cái sốt này nó như thế nào nha mọi người. Mình review. Đây, bánh chén nướng nha mọi người. Đó, đó, tìm nướng cho mọi người nè. Mình nghĩ là ăn với cơm đúng bàn 100%, tại vì nó rất là ngon rồi.
nào quá. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử tôm với lại sốt mayonnaise với từng lớp. Đây. Mình thì giảm 7 kg. Khi mà quyết định làm cái channel này cũng như là làm sản phẩm mới thì mình đang cố gắng giảm, hôm nay mình giảm 7 kg rồi. Để sắp tới mình làm review nhiều món ăn nữa. Thì mình nghĩ khi mà mình review thì mình sẽ tăng cân trở lại và mập trở lại. Còn hiện tại thì hôm nay thì em đang ốm. Mình giảm lại một lần rồi. Rất ngon mà. Rất ngon quá. Giờ em sẽ thử với muối xanh 2 tảng. Đó, mình được làm luôn. Thật. Mọi người thấy không? Mọi người có nước cháo 2 tảng. Mình không sợ nó mặn đâu, trời ơi. Theo mình nghĩ á, tôm cắm như này ngon hơn với tôm lớp luôn. Mình cũng tùy người ăn. Có người thích ăn ngon mấy tôm lớp rồi, sắp mình ăn em, có người thích ăn với mấy tôm lớp rồi. Bà mơ một chút muối ăn hẳn mình làm rất ngon. Ăn được tôm với sắp mình ăn em. Ăn cái cháo này thì cái nào ngon như nhau, mà tùy người thích thôi. Mình thì mình thích ăn với muối ớt hải sản hơn. Và hôm nay thì mọi người cũng đã thấy rồi, mình review tất cả các món cho mọi người cùng xem. Và đây là một cái clip đầu tay mà mình tự làm, thì chắc chắn nó sẽ có rất là nhiều sơ suất. Thì cũng rất là mong là mọi người sẽ thích những clip của mình sau này nhé. Và càng lúc thì mình sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn, sẽ làm cho nó đẹp hơn. Thì sắp tới đây thì ngày 17 tháng 5 thì mình sẽ trực tiếp trên VTV6 của Chung Vui Vẻ. Đó, rất là mong mọi người sẽ đón chờ xem. Và đầu tiên 6 này thì mình sẽ phát hành một cái album remix. Đó, gồm từ 6 tới 8 bài hát để gửi đến cho mọi người. Thì mình sẽ cố gắng review tất cả các món ăn ngon để gửi đến cho mọi người. Đó, mọi việc hát ra, diễn ra thì làm thêm đồ ăn những cái bài hát cho mọi người xem trên kênh YouTube của mình cho nó đỡ ngán. Đó, hôm nay thì mình đã review ăn cùng với cơm, với bánh mì, với bánh tráng. Thì đó này mà ăn với cơm nó ngon hơn hẳn mọi người. Ăn với cơm nó ngon hơn. Ăn bánh tráng thì nó giòn, cũng rất là ngon. Còn bánh mì thì cái bột bánh mì nó, nếu ăn nhiều nó sẽ làm cho mình bị ngán. Đó, thì rất là vui, cảm ơn tất cả các anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã xem channel mới của Cảm Minh này nha. Chào mọi người và hẹn mọi người ở một cái clip sau. Xin chào tất cả mọi người.